Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành về đào tạo nhóm ngành mỹ thuật tại Việt Nam. Trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường mỹ thuật có truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Tiền thân là trường vẽ Gia Định École de Dessin, được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1913, năm 1917. Trường đổi tên là Trường Trang trí Mỹ thuật Gia Định, một trường mỹ thuật duy nhất ở miền Nam Việt Nam được xếp vào bậc trung học chuyên nghiệp đệ nhất cấp và được công nhận là thành viên của Hiệp hội Trung ương Trang trí Mỹ thuật Paris. Năm 1940, trường vẽ Gia Định được đổi tên thành trường mỹ nghệ thực hành Gia Định École des Arts Appliqués de Gia Định. Từ đây chương trình đào tạo của trường dần dần được cải thiện, thêm môn trang trí tổng quát, luật viễn cận, đặc biệt thêm môn học ký họa, nhờ thế mà trường đã đưa học sinh thâm nhập thực tế cuộc sống, phản ánh cuộc sống của nhân dân lao động trong những tác phẩm nghệ thuật. Năm 1946, trường mang tên là trường mỹ nghệ thực hành Gia Định École des Arts Appliqués de Gia Định. Năm 1951, trường lại đổi tên thành Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định. Năm 1954, chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho thành lập Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, chuyên đào tạo về nghệ thuật tạo hình với chương trình học 3 năm. Qua các chuyên khoa, sơn dầu, sơn mài, lụa, điêu khắc, mốc lịch sử quan trọng về đào tạo mỹ thuật ở Sài Gòn trong thời kỳ này là chủ trương nâng cấp về đào tạo của hai trường. Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn và Trung học Trang trí Mỹ thuật Gia Định, tiền thân là Trường Mỹ nghệ Gia Định. Năm 1971, Trường Trung học Trang trí Mỹ thuật Gia Định đổi tên thành Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật. Năm 1975, hai trường trên được nhập lại thành Trường Cao đẳng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định đổi tên trường thành Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có hai hệ đào tạo, hệ đại học và hệ trung học. Hệ đại học có đại học chính quy và đại học tại chức, hệ đại học 6 năm trước 1975 được thống nhất lại còn 5 năm. Trung học 5 năm thành 3 năm. Hiện nay hệ trung học đang dần được chuyển về các địa phương để được đào tạo theo chương trình thống nhất do Bộ Văn hóa ban hành. Trong 30 năm qua, nhà trường đã đào tạo gần 2.500 học sinh, sinh viên hiện họ đang hoạt động hầu hết ở các tỉnh Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyển sinh, các ngành đào tạo trình độ đại học, ngành sư phạm mỹ thuật Art Education, ngành hội họa Painting, ngành đồ họa Printmaking, ngành điêu khắc Sculpture, ngành lý luận lịch sử phê bình mỹ thuật Theory, History and Criticism of Fine Art, ngành thiết kế đồ họa, graphic design, các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ mỹ thuật tạo hình, thạc sĩ lý luận lịch sử mỹ thuật, chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, lý luận và lịch sử mỹ thuật. Năm 2021, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 209 chỉ tiêu cho 6 ngành học. Cụ thể, 1 hội họa 40 chỉ tiêu, 2 đồ họa 40 chỉ tiêu, 3 điêu khắc 5 chỉ tiêu, 4 thiết kế đồ họa 94 chỉ tiêu. 5 sư phạm mỹ thuật 25 chỉ tiêu, 6 lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật 5 chỉ tiêu. Phương thức tuyển sinh: thi tuyển các môn năng khiếu kết hợp với xét tuyển môn ngữ văn. Thí sinh chỉ được xét tuyển môn ngữ văn khi đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường thực hiện theo một trong 3 phương án sau: xét tuyển môn ngữ văn được căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn của kỳ thi trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên. Xét tuyển học bạ môn ngữ văn lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12, trung học phổ thông đối với thí sinh có học lực môn ngữ văn từ 5 điểm trở lên, trung bình cộng 5 học kỳ. Thí sinh được xét điểm trung bình cộng môn ngữ văn các năm học 10, 11, học kỳ 1 lớp 12 cho các trường trung cấp chuyên nghiệp. Trung cấp nghề không tổ chức thi tốt nghiệp môn ngữ văn có học lực môn ngữ văn từ 5 điểm trở lên, trung bình cộng 5 học kỳ. Riêng thí sinh thi ngành sư phạm mỹ thuật phải đảm bảo các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.